Quý vị và các bạn thân mến, trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tổng quát sách Ngũ Thư cũng như sách Sáng Thế. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp các nguồn văn của sách Ngũ Thư. Sau khi các anh chị có một cái nhìn tổng quát về Ngũ Thư này, về sách Sáng Thế hay còn gọi là Khởi Nguyên, thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần của mình ngày hôm nay là hai chương đầu của sách Sáng Thế, chương 1 và chương 2. Ở đây nó lại có một vấn đề về mặt nghiên cứu chú giải Thánh Kinh, chúng ta không có đi sâu vào bởi vì không cần thiết lắm, nhưng cũng nên có một chút hiểu biết để không lấy làm ngỡ ngàng. Cái tiếng chuyên môn người ta gọi là các nguồn văn, tức là sách Sáng Thế của chúng ta đấy. Và mở rộng ra là toàn bộ Ngũ Thư. Thuở xưa là người ta cứ cho rằng là một mình ông Mô-xê ông viết từ đầu đến cuối. Nhưng mà sau này khoa chú giải Thánh Kinh đó, người ta tìm hiểu và phân tích rất kỹ thì mới khám phá ra không phải do một tác giả viết mà là có bốn nguồn văn. Nguồn văn thứ nhất, ký hiệu viết tắt là J. Nguồn văn thứ hai, ký hiệu viết tắt là E. Nguồn văn thứ ba, viết tắt là P. Và nguồn văn cuối cùng, viết tắt là D. Tại sao? Cái nguồn văn thứ nhất, viết tắt là J đó, là bởi vì khi nói về Thiên Chúa, người ta sử dụng từ ra về để nói về Thiên Chúa. Nguồn văn thứ hai viết tắt là E, bởi vì khi nói về Thiên Chúa, người ta sử dụng từ Elohim. Cái nguồn văn thứ ba người ta viết tắt là P. Dịch ra tiếng Việt Nam đó thì nó không còn là P nữa, mà nó là tư tế. Cái giọng văn có vẻ trang trọng. Rồi nguồn văn cuối cùng viết tắt là D. Dịch ra tiếng Việt Nam cũng hơi giống giống, đệ nhị làm. Có lẽ tôi nói như thế thì nó còn trừu tượng lắm. Bây giờ mở thử Thánh Kinh, tôi chỉ cho một chỗ thấy liền. Tôi chỉ cho một chỗ thôi, chứ không có giờ để mà xem nhiều chỗ. Mở ngay sách Sáng Thế chương 1 câu 1. Ở đây các anh chị thấy chương 1 câu 1 viết rằng, lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Rồi đến câu thứ 3 thì viết, Thiên Chúa phán, liền có ánh sáng. Rồi, thế bây giờ, mở tuốt xuống dưới cái câu gọi là chương 2 đó. Ngay câu đầu tiên, câu 1. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất,
Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Khi nói về Thiên Chúa đó, người ta dùng cái từ Elohim mà bản tiếng Việt của chúng ta dịch là Thiên Chúa. Bây giờ chỉ xuống một chút xíu thôi. Cái chỗ mà câu 4B của chương 2 đó, vườn địa đàng đó, thì các anh chị đọc sao? Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời. Rồi xuống cái câu 7. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Ở đây khi nói về Thiên Chúa thì người ta diễn tả Đức Chúa, chứ không có nói Thiên Chúa không. Đức Chúa là Thiên Chúa. Và nếu về nhà mà mở cái bản của cha Nguyễn Thế Thuấn đó, thì Ngài sẽ không có dịch là Đức Chúa, mà Ngài dịch là Gia Vê Thiên Chúa. Cha Thuấn dịch thật sát. Còn bản của chúng ta dịch là Đức Chúa để cho dễ hiểu. Thấy khác nhau chưa? Đấy, ngay ở chương 1 và chương 2 thôi, chưa có nói gì xa. Cho nên từ chương 1 câu 1 cho đến chương 2 câu 4A là của một nguồn văn. Đó là nguồn văn tư tế, một cái giọng văn trang trọng. Và khi nói về Thiên Chúa thì sử dụng từ Elohim. Còn từ chương 2 mà câu 4B trở đi, ta có một trình thuật sáng tạo khác, hấp dẫn hơn, gần gũi hơn, cụ thể hơn về việc Chúa dựng nên Adam và Eva. Đó là của nguồn văn Gia Bề. Khi nói về Thiên Chúa, gọi là Đức Chúa hay là Gia Bề Thiên Chúa. Đấy, một cái chi tiết chỉ cho các anh chị thấy nó có sự khác biệt như vậy.